chào các em hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ồn lại một vài câu cửa miệng nếu như em nào đã biết rồi thì chúng ta cũng cứ nói để cho chúng ta quen nhé càng nói nhiều càng tốt à, các bạn khi chưa nói nhiều thì các bạn sẽ nói bị vấp à, và bị à, lóng ngóng à, thế vậy thì chúng ta phải nói thật nhiều để cho nó tự động hóa lời nói tức là à, thực chất của cái việc phản xạ nhanh và nói nhanh tiếng nga không phải là các em suy nghĩ nhanh để các em ghép thành câu nhanh, mà đó là chúng ta nhớ rất nhiều các mẫu câu và chúng ta tự bật được ra trong những trường hợp mà cần sử dụng những cái mẫu câu đó. À, chúng ta sẽ có những mẫu câu như sau: "spasiba", "spa si Các em lưu ý âm "s" là âm câm, tức là âm không có âm thanh. Chứ đừng nói Spasiba pa bờ" nhé, nghe nó buồn cười. Nói là "spa", 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 "spasiba". spasiba cảm ơn. Спасибо là cảm ơn. Khi được cảm ơn thì người ta sẽ nói không có gì. Pa ja lui sta. Pa ja lui sta. Âm r -ja là âm âm nặng. Pa ja r r ra. Pa ra -ja lui sta. Không có gì. Спасибо. Pa ra -ja lui sta. Pa -ja lui sta. Chúng ta có câu thứ ba. Ô chin очень приятно очень приятно затонай очень приятно очень приятно очень приятно затонай ничего ничего хамкози ничего ничего можно можно локоты можно à, khi người ta muốn xin phép ai làm cái việc gì đó thì người ta nói можно ví dụ chúng ta có thể nói можно курить курить можно курить à chúng ta có từ курить курить đó là hút thuốc à, ví dụ chúng ta sẽ viết cái câu đó nhé à, можно à ta ở đây chúng ta sẽ viết số 8 và màu đen đấy à, можно курить курить Mожно курить? đó. Можно курить? à chúng ta sẽ chuyển cái này thành à, cái chữ bình thường đó để che giấu nó hài hòa. Можно курить? Можно курить? vâng tạ. Đấy. Можно курить? là có thể hút thuốc được không? Можно курить? tạ. Đây là ví dụ. à chúng ta phải nói cả cái từ можно Можно курить? có thể hút thuốc được không? à tiếp theo chúng ta có thể có, thể có câu. Вы не знаете? Вы не знаете? Антих обед, да? Вы не знаете? Вы не знаете? Знаете? Вы не знаете? Антих обед, вы не знаете? Чало Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Скажите, Скажите, là xin hãy nói. Скажите, và bây giờ cũng phải có câu. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Từ пожалуйста ở trên này chúng ta học rồi. là trên này mặc dù là không có gì nhưng dưới này thì có nghĩa là xin mời. Xin mời hãy nói cho tôi biết. Скажите, скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Xin hãy nói cho tôi biết. Chúng ta tiếp theo có từ Xin hãy nhắc lại nếu người, người ta nói nhanh quá Mà chúng ta yêu cầu người ta nhắc lại Paf Ta Ri Chè Paf Ta Ta Paf Ta Paf Ta Paf Paf Ta Ri Ta Ri Hoặc là chúng ta nói pap Ta Ri cũng được Bỏ cái chữ phẩm cũng được Nói chung là vẫn chấp nhận được Thế về nguyên tắc ra phải có chữ phẩm Повторите, повторите, пожалуйста, син Повторите, пожалуйста. Передайте, 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 передайте. Пожалуйста, пожалуйста, передайте, пожалуйста. Син чуен, то и Передайте, пожалуйста, передайте деньги. Передайте, пожалуйста, деньги. Да? А, да. Дайте, дайте, пожалуйста, дайте, пожалуйста, дайте, пожалуйста. Дайте. 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 пожалуйста. Дайте. 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 Дайте, пожалуйста, син, хайду я тетой Дайте, пожалуйста, деньги. Хайду Дайте, пожалуйста, деньги. Деньги. Да? Покажите. п к ж т Так, да. п к Покажите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста. покажите. Пожалуйста. -e. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem lại nào. Спасибо. Cảm ơn. Спасибо. Пожалуйста. Không có gì. Пожалуйста. Очень приятно. Rất thân hạnh. Очень приятно. Ничего. Chúng ta đây có âm à, uh, g không đọc là gồ nhiều bạn đọc là như chia gồ là sai bởi vì giữa y và ô thì âm g sẽ bị đọc là v nhì chiêu vô nhì chiêu vô mày dạng đọc như thế nhì chiêu vô nhì chê 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 nhì vô à các bạn bảo là phiên âm này cho nó buồn cười rồi đọc sợ sai à tiếng nga âm tiếng nga đọc đúng như này luôn Nhi chiêu vô chỉ có điều các em nghe thầy đọc thêm thì các em sẽ nói đúng trọng âm nhì vô ничего Thế còn nếu như em nói Nichivo, người Nga cũng hiểu được. Đó. À, nếu các em phát âm tiếp theo từ Mô Можно. 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 À, các em nói можно, người Nga cũng hiểu em. Можно. Можно курить. Можно курить. Chúng ta có từ курить. Ку-рить. Можно курить. Có thể hút thuốc được không? Можно курить. Можно. Được. Можно. Вы не знаете, вы не знаете, вы не знаете, Антихубет Храм, я не знаю, я не знаю, я не знаю, так убьет. Скажите, скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, сын Хайной, скажите, пожалуйста, сын Хайной. Повторите, пожалуйста, повторите, пожалуйста, сина Гнекла. Повторите, пожалуйста, передайте Передайте. Дайте, передайте, пожалуйста, передайте, пожалуйста, сина Дайте, пожалуйста, дайте, пожалуйста, дайте, пожалуйста, пожалуйста, покажите пока. Hãy cho xem À như vậy đến đây chúng ta thấy Đó là những câu cửa miệng của chúng ta À khi chúng ta cần nói à, Những cái câu này Thì chúng ta hãy học thuộc những câu này thật Nghe thật nhiều lần Nói thật nhiều lần Nhắc lại thật nhiều lần Em nào hãy nhắc lại 20 lần, 30 lần 40 lần, 50 lần Những cái mẫu câu này Thì các em sẽ nói những cái câu này Rất là nhuần nhuyễn và rất là hay Vậy thì à, Bí quyết để có thể nói tốt tiếng Nga là hãy học những mẫu câu có sẵn và nói thật nhiều lần chuyển hóa chúng thành cái câu nói của các em ở trên đầu lưỡi của các em thì các em sẽ nói được thành công cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong bài học tới với những câu cửa miệng sắp tới Спасибо. До свидания. Các bạn đang xem video trên kênh Vui học tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online của môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên bấm like và chia sẻ bài xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới